Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì công tác hậu cần được các đơn vị lực lượng vũ trang quan tâm chú trọng. Tại Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, dù đóng quân ở vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, chăn nuôi, trồng trọt không thuận lợi, nhưng thời gian qua, công tác tăng gia sản xuất luôn được Ban Chỉ huy Hải đoàn quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 9001. Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đóng quân tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Với đặc điểm khí hậu khô nóng, đất đai cằn cỗi, không thuận lợi cho việc trồng trọt, nên công tác tăng gia sản xuất của đơn vị được đẩy mạnh tập trung vào phát triển chăn nuôi. Chuồng trại sạch sẽ, bố trí một cách khoa học và quy hoạch theo từng phân khu, thuận tiện trong công tác giao nhiệm vụ cho các cán bộ biết chuyên môn đảm trách. Đến nay, ngoài đàn heo gần 50 con, khu chăn nuôi của hải đoàn còn đàn dê và bò với khoảng 50 con và hàng trăm con gà đảm bảo phục vụ cho đơn vị. Tổ tăng gia thì gồm có 4 người, 4 anh em là làm việc đây là lấy cái thức ăn là tự có như trên. Lúc đầu thì mình mua một số lượng nhỏ về mình làm giống, thì sau đấy là nó sinh sản. Chăn nuôi này để phục vụ cái đồ ăn sạch cho đơn vị. Xác định cái nội dung tăng gia sản xuất là một cái nội dung trọng điểm, nó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó trực tiếp nó cải thiện vào cái chất lượng bữa ăn của đội, mà nhất là cung ứng được cái nguồn thực phẩm sạch, mà mình chủ động được nguồn thực phẩm sạch. Cái thứ hai là đối với các tàu khi đi thực hiện trên biển, nhất là những chuyến mà phải thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, thì đây là nguồn dự trữ sẵn sàng để bảo đảm các tàu khi phải thực hiện nhiệm vụ. Vượt lên mọi khó khăn thách thức, nhờ sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, công tác tăng gia sản xuất của Hải đoàn 32 luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đáp ứng trên 80% nhu cầu thực phẩm cho cả đơn vị, nhất là kịp thời cung ứng thực phẩm cho các tàu trực lên đường nhận nhiệm vụ đột xuất với khoảng 3 tấn thịt một năm.